Thanh niên thủy điện tử vong ở miền đông Ukraine. Cư dân Bakhmut rời thành phố tiền phương trong tiếng pháo và nước mắt. khai nói phòng tuyến của Ukraine ở Bakhmut đang vỡ vụn. Khu vực cho nga kiểm soát ở Donetsk bị pháo kích dữ dội. Báo Anh hé lộ Ukraine đang khát vũ khí thiết yếu dần đuối sức trước Moscow tổng thống zelensky nêu quyết tâm chống tham nhũng trong khi đương đầu với quân nga tin tức khác trung quốc phản đối xem châu phi là đấu trường của các cường quốc bắc kinh lên tiếng về vụ chạm trán của binh sĩ ở biên giới trung ấn tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây Chào mừng quý vị đang theo dõi tin nóng. Thưa quý vị, theo Reuters, một nhóm quân y tình nguyện của Ukraine ngày 13 tháng 12 vừa tổ chức lễ tưởng niệm cho một người Thụy Điển tình nguyện chiến đấu với phía Kiev và thiệt mạng ở gần thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Theo Reuters, người quá cố là thanh niên 20 tuổi có biệt danh Nico, đến từ miền nam Thụy Điển. Anh qua đời trong vụ va chạm với một phương tiện tấn công trong lúc chuyển người bị thương từ một phòng tuyến gần Bakhmut hồi tuần trước. Truyền thông Thụy Điển cho hay, gia đình của người quá cố đã được báo tin. Theo Reuters, Niko tham gia vào nhóm tình nguyện có nhiệm vụ sơ cứu và sơ tán binh sĩ Ukraine bị thương. Anh hoạt động như một nhân viên y tế cho phía Kiev ở miền đông Ukraine. Bắc Mút có khoảng 80.000 dân trước xung đột, này đã trở thành biểu tượng cho sự khốc liệt của giao tranh ở Ukraine. Dù khói lửa đang nhấn chìm khắp nhiều nơi ở miền đông, nhưng các trận đánh ở Bắc Mút được xem là dữ dội nhất. Binh sĩ Nga và Ukraine nhiều khi chỉ cách nhau vài trăm mét và khai hỏa dữ dội. Reuters dẫn lời chuyên gia quân sự cho rằng, Bakhmut không có nhiều ý nghĩa chiến lược với mỗi bên Nga hay Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng của Moscow gần đây đã tăng cường oanh kích, muốn giành lợi thế mang ý nghĩa biểu tượng, từ đó tạo động lực đánh lên các thành phố quan trọng hơn ở Donetsk. Bắc Mút, thành phố thuộc tỉnh miền đông Donetsk là nơi chứng kiến giao tranh ác liệt nhất Ukraine hiện nay. Một số cư dân chia sẻ với Reuters, các trận pháo kích dùng dập không dứt của Nga đã khiến họ phải rời khỏi thành phố quê nhà và lần ra đi này có thể là mãi mãi. Bà Valentina, 70 tuổi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc di tản trong ngày 13 tháng 12. Pháo kích giờ đây quá kinh khủng, tôi không thể nào chập mắt. Bà cụ nói, và cho biết thêm là nhà mình cũng không có hệ thống sửa giữ mùa đông âm độ. Bà rời quê nhà với sự giúp đỡ của một giáo sĩ quân đội Ukraine tên là Leonid. Ông cho biết, đến nay đã lái xe chở khoảng 60 người rời khỏi Bakhmut. Hầu hết họ đi tới Pokrovsk, khu vực do Ukraine kiểm soát cách Bakhmut khoảng 50 km về hướng Tây Nam. Bà Valentina đã bật khóc khi chia tay vị giáo sĩ giúp đỡ mình ở trạm tàu hỏa. Từ Pokrovsk, Bay dự kiến sẽ di chuyển tới thủ đô Kyiv để đoàn tụ với con trai. Trước xung đột, Mút nổi tiếng với các mỏ muối và một loại rượu giống như champagne có từ thời Liên Xô. Theo Reuters, cả Ukraine và Nga đều gánh chịu thiệt hại nặng nề trong các trận đánh xung quanh Bakhmut kể từ tháng 5 đến nay. Giới chức địa phương Ukraine ước tính còn khoảng 12.000 người vẫn kiên quyết ở lại Bakhmut, dù nhà cửa của họ và mọi thứ khác bị tàn phá kinh hoàng. Hình ảnh quay được bên trong Bakhmut những ngày gần đây cho thấy một thành phố trống vắng hoang lạnh, các tòa nhà cháy đen và đổ nát trong khi súng vẫn nổ vang dội. Hệ thống phòng thủ của Ukraine đang vụn vỡ ở xung quanh thành phố Bakhmut, một quan chức Felix ở Luhansk nói với hãng tin TASS vào ngày 13 tháng 12. Ông Andrei Marocco, một chỉ huy của Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tự xưng, cho rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine đang vỡ ra từng mảnh và chỉ được phá lại thông qua sự điều chuyển liên tục binh sĩ từ nơi khác. Nhưng liên quân của Nga vẫn đánh bại mọi lực lượng của địch. Tử địa Bakhmut không chỉ là cách nói của riêng chúng ta, mà còn của truyền thông Ukraine và phương Tây. Đó là tình huống thực tế. Quân Ukraine đang đối mặt với cơn ác mộng kinh hoàng nhất ông marocco nói thêm nguồn tin tình báo cho biết binh sĩ ukraine bất tuân mệnh lệnh của chỉ huy hơn nữa các đơn vị của kiev đang thiếu hụt vũ khí đạn dược và phương tiện vận chuyển chiến binh ukraine không chỉ cạn kiệt đạn dược mà còn phải đi bộ ra tiền phương vì thiếu phương tiện vận chuyển nhiều loại xe của họ không thể hoạt động trong điều kiện lạnh giá hiện nay ông marocco nói hiện báo cáo của các bên về tình hình giao tranh chưa thể kiểm chứng Quan chức thân Nga cáo buộc vụ pháo kích của Ukraine ngày 12 tháng 12 ở vùng ngoại ô thành phố Donetsk đã khiến hai phụ nữ bị thương và nhiều ngôi nhà bị tàn phá. Ông Ivan Prykoko, thị trưởng do Nga bổ nhiệm ở thành phố Holivka, cách Donetsk khoảng 30 km về hướng đông bắc, tố cáo Ukraine đã pháo kích ngày 12 tháng 12. Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường dọn dẹp đống đổ nát. Một cư dân tên Victoria cho biết với phóng viên Reuters, căn hộ của bà đã bị tàn phá nghiêm trọng và mẹ của bà bị thương trong vụ tấn công. Nhân viên cứu hộ đã tìm thấy người mẹ dưới đống gạch vụn và chuyển nạn nhân tới bệnh viện. Victoria bày tỏ, chỉ nhờ có phép màu thì mẹ của mình mới có thể sống sót. Theo chính quyền địa phương, khu vực Holivka đã bị pháo kích dữ dội hơn từ ngày 12 tháng 12. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về tình hình ở đây. Tờ Financial Times của Anh ngày 13 tháng 12 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao Ukraine cho biết, lực lượng của Kiev đang cạn kiệt đạn dược và bộ phận thay thế của các hệ thống phòng không S-300 và Buk. Đây đều là những khí tài thiết yếu giúp Ukraine bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trong những đợt oanh kích dữ dội của Nga, tờ Times viết. Theo tờ báo Anh, phát ngôn viên không quân Ukraine, đại tá Yuri Ignat nói rằng, họ thường bắn tên lửa S-300 và Buk nhắm vào mỗi tên lửa của Nga nhằm tăng cơ hội đánh chặn. Tuy nhiên, điều này trở nên bất khả thi do Ukraine không thể bổ sung đạn dược hay các bộ phận của Bút và S-300 đều được sản xuất ở Nga. Ông Ignat nói thêm, dù Kiev đang nhận thêm các hệ thống phòng không hiện đại từ phương Tây, nhưng Ukraine vẫn thiếu hàng trăm vũ khí như vậy để có thể thay thế các loại khí tài già cỗi. Ông Ignat chia sẻ, tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng hơn khi Ukraine luôn phải sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công hàng ngày của Nga. Theo đài RT, Nga bắt đầu anh kích cơ sở năng lượng ở Ukraine từ đầu tháng 10 sau khi cáo buộc Kiev tấn công cực đoan vào cây cầu ở Crimea. Đợt anh kích mới nhất của Moscow diễn ra vào ngày 5 tháng 12, ngay khi Ukraine bị tối dùng máy bay không người lái để tấn công sân bay Nga thuộc hai tỉnh Saratov và Ryazan. Phía Kiev không công khai nhận trách nhiệm trong các vụ việc. Mặt khác, Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không. Nhóm G7 ngày 12 tháng 12 thông báo sẽ tập trung giúp Kiev nâng cao năng lực phòng không, dù cho nhiều quan chức Mỹ và châu Âu cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng thiếu hụt trong kho dự trữ vũ khí của họ. Moscow cảnh báo việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine chỉ khiến cho xung đột kéo dài hơn. Vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng phương Tây trên thực tế đã biến Ukraine thành thuộc địa và sử dụng Kiev như một quân cờ để làm suy yếu Nga. Các nước phương Tây khẳng định họ sẽ không ngừng viện trợ Kiev về vũ khí và tài chính để đảm bảo Ukraine có thể giành lợi thế trên bàn đàm phán trong tương lai. Thưa quý vị, một video đăng ngày 13 tháng 12 cho thấy hai bộ trưởng quốc phòng Ukraine và Thụy Điển đã thị sát tàu tuần dương Ukraine tại thành phố cảng miền nam Mykolaiv. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov và người đồng cấp Thụy Điển Paul Johnson đã cùng đến thăm thành phố Mykolaiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên, vào ngày 11 tháng 12. Ông Johnson cho biết việc giúp sức Ukraine là ưu tiên hàng đầu của Thụy Điển. Đó không chỉ là hành động thiện chí, mà còn vì Stockholm nhìn nhận xung đột Ukraine đang ảnh hưởng sâu sắc tới an ninh của Thụy Điển. Trong ngày ông Johnson thăm Mykolaiv, quân đội Ukraine cho biết đã có 15 máy bay không người lái tấn công hai thành phố miền nam Odessa và Mykolaiv. Trong đó, 10 chiếc đã bị bắn hạ. Phía Kiev không nói về thiệt hại trong đợt không kích này. Theo Reuters, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 13 tháng 12 đã hoan nghênh việc đóng cửa một tòa án ở Kiev như một bằng chứng cho thấy Ukraine có thể vừa đấu tranh chấm dứt nạn tham nhũng tại đất nước, vừa chiến đấu chống lại các cuộc tấn công của Nga. Câu chuyện đã đến hồi kết, nhà lãnh đạo Ukraine nói khi tuyên bố đã ký luật giải thể tòa án hành chính quận Kiev, nơi mà các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine coi là một tổ chức tội phạm và người đứng đầu cơ quan này đã bị Mỹ áp trừng phạt vào ngày 9 tháng 12 vừa qua. Việc cải cách vẫn tiếp tục, ngay cả trong thời điểm đất nước đang chìm trong khủng hoảng như hiện nay, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video mỗi buổi tối. Trước đó, Tổng thống Ukraine đã ký luật giải thể tòa án sau khi được Quốc hội Ukraine thông qua trong cùng ngày 13 tháng 12 nhằm ủng hộ hệ thống tư pháp mở rộng và thực hiện các cải cách cần thiết để Ukraine có thể gia nhập Liên minh châu Âu thẩm phán đứng đầu tòa án quận kiev ông pavlov viết trên facebook rằng quyết định giải thể tòa án mang động cơ chính trị được đưa ra một cách vội vàng và là quyết định mà sẽ gây hối tiếc bộ ngoại giao mỹ cho biết đang áp trừng phạt đối với ông voss về tội tham nhũng lạm dụng chức quyền và can thiệp vào hoạt động của hội đồng thẩm phán cấp cao Hồi tháng 6, Liên minh châu Âu đã đồng ý trao tư cách ứng cử viên cho Ukraine và nước láng giềng Moldova. Tuy nhiên, để hai quốc gia Đông Âu có thể gia nhập, họ sẽ phải cải cách sâu rộng trong nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, nhằm đáp ứng một loạt tiêu chuẩn từ chính sách tư pháp đến dịch vụ tài chính và an toàn thực phẩm. Nga ngày 13 tháng 12 bác bỏ đề xuất hòa bình gồm 3 bước của Ukraine, tuyên bố rằng Kiev nên chấp nhận thực tại mới. Đồng thời, Điện Kremlin cũng bác tin Nga đặt vũ khí hạng nặng bên trong nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, mọi tiến trình đàm phán trong tương lai sẽ không thể diễn ra nếu các bên không căn cứ trên thực tại mới. Ông Peskov phát biểu như trên sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 12 tháng 12 kêu gọi G7 viện trợ thêm vũ khí, tài chính và ủng hộ giải pháp hòa bình mà Kiev đề xuất. Điểm nổi bật nhất là Ukraine muốn Nga rút hết quân về nước trước khi bắt đầu đối thoại. Phía Nga nhắc lại, họ đã sẵn sàng cho hòa đàm, nhưng nhận thấy Ukraine và các đồng minh phương Tây chưa có thiện chí. Thực tế là Mỹ và châu Âu vẫn ồ ạt bơm vũ khí cho Kiev, phía Nga chỉ ra. Ngoài ra, phát ngôn viên Peskov khẳng định Nga không đặt vũ khí hạng nặng trong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Quân đội của Moscow kiểm soát nhà máy từ tháng 3. Ông Peskov lưu ý, Nga vẫn luôn duy trì đối thoại với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, tổ chức đang nỗ lực làm trung gian giữa Moscow và Kiev để thiết lập khu vực phi quân sự hóa xung quanh nhà máy điện hạt nhân. Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đặt nghi vấn, phải chăng những lời nói hoa Mỹ của Paris đang che giấu sự rạn nứt trong nội bộ về vấn đề Ukraine? Bà Zakharova muốn biết tại sao, trong khi Tổng thống Pháp thể hiện thái độ ôn hòa, thì Ngoại trưởng của ông lại tỏ ra hung hăng viết trên telegram bà zakharova cho biết vừa qua tổng thống pháp emmanuel macron đã kêu gọi phương tây cần khẳng định cam kết an ninh đối với nga song song đó ngoại trưởng pháp catherine colonna thông báo paris sẽ sớm chuyển các hệ thống phòng không mới cho đối tác kiev bà zakharova đặt giả thuyết có phải paris đang chơi trò người tốt người xấu hay không tổng thống của họ bày tỏ thiện chí kêu gọi hòa bình trong khi bộ trưởng ngoại giao lại tỏ ra muốn thúc đẩy giao tranh nếu không phải paris đang đóng kịch có lẽ nội bộ của họ đang tồn tại mâu thuẫn Trước đó, Tổng thống Macron trả lời phỏng vấn đài truyền hình TF1 của Pháp cho rằng cấu trúc an ninh của tương lai phải bao gồm các đảm bảo an ninh cho Nga một khi Moscow trở lại bàn đàm phán. Ông Macron kêu gọi Paris và EU nên đưa ra một số cam kết để trấn an Nga phù hợp với nhu cầu chính đáng của Moscow. Đồng thời, ông Macron nhận thấy xung đột ở Ukraine sẽ không thể khép lại ở nơi tiền phương mà chỉ có một lối thoát duy nhất chính là con đường đối thoại. Xin được chuyển sang các tin tức khác thưa quý vị, ngày 13 tháng 12 vừa qua, hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Châu Phi đã khai mạc tại thủ đô Washington với sự góp mặt của các phái đoàn của 49 quốc gia và tổ chức liên minh Châu Phi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014, Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh với các nước Châu Phi. Tổng thống Joe Biden dự kiến sẽ thảo luận những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Tổng thống Mỹ cũng sẽ tuyên bố ủng hộ Liên minh Châu Phi gia nhập G20 với tư cách thành viên thường trực ngoại trưởng Anthony Blinken cùng ngày 13 tháng 12 cho biết Mỹ sẽ công bố các khoản đầu tư cho các chương trình trao đổi sinh viên châu Phi và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ ở lục địa này theo Reuters Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc gặp cấp cao với châu Phi trong hơn hai thập kỷ qua trong lúc đó Washington tỏ ra cảnh giác với những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thiết lập một chỗ đứng quân sự bao gồm cả trên bờ đại tây dương của châu Phi Mỹ cảm thấy lợi ích của họ ở châu lục bị thách thức bởi hàng loạt chương trình về an ninh thương mại đầu tư và cho vay của Trung Quốc Trước đó vào hôm 11 tháng 12, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Bác bỏ cáo buộc rằng Bắc Kinh đã khiến các nước châu Phi lâm vào cảnh nợ nần. Nhà ngoại giao khẳng định sự đầu tư và hỗ trợ tài chính của Trung Quốc không phải là cái bẫy, đó là lợi ích. Mặt khác, cố vấn an ninh quốc gia nhà trắng Jack Sullivan cho hay, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ châu Phi, Washington sẽ cam kết tài trợ và đầu tư 55 tỷ đô la cho châu Phi trong 3 năm tới để giải quyết các thách thức cốt lõi. Lợi ích của Bắc Kinh tại châu Phi dựa trên sự chân thành, đó là bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bơn ngày 13 tháng 12, phản bác những lời chỉ trích cho rằng cương quốc châu Á trục lợi ở lục địa đen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ung Văn Bân nói với truyền thông ở Bắc Kinh, Trung Quốc luôn đề cao sự chân thành và cách hành xử phù hợp liên quan đến lợi ích của chúng tôi khi phát triển các mối quan hệ ở châu Phi ông uông cho biết việc cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn đến châu phi là điều đáng hoan nghênh giờ ông cũng lưu ý trung quốc phản đối việc xem lục địa này là đối trường để các cường quốc cạnh tranh với nhau theo reuters chính sách đối ngoại của tổng thống mỹ joe biden nhấn mạnh việc thúc đẩy các nước phương tây trở thành bên đối trọng với trung quốc tuy nhiên các quan chức ở washington khẳng định họ không yêu cầu các đối tác châu phi phải chọn bên Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13 tháng 12 cho biết tình hình ở biên giới Trung Ấn nhìn chung ổn định. Bình luận đưa ra vài ngày sau vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 13 tháng 12 cho biết, vụ chạm trán hôm 9 tháng 12 ở khu vực Tawang thuộc bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ đã khiến binh sĩ hai nước bị thương. Phía Ấn Độ không ghi nhận trường hợp tử vong hay bị thương nặng và đã cố gắng giải quyết vấn đề thông qua các kênh ngoại giao với Trung Quốc. Bộ trưởng Singh nói thêm, về phía Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Ung Văn Bân ngày 13 tháng 12 nói rằng, cho đến nay, tình hình ở biên giới Trung Quốc và Ấn Độ nhìn chung là ổn định. Hai bên đã luôn duy trì đối thoại cởi mở về vấn đề này thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Vụ việc ngày 9 tháng 12 đánh dấu lần giáp mặt căng thẳng nhất của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo biên giới trên dãy Himalaya kể từ cuộc đụng độ chết người hồi tháng 6 năm 2020. Khi đó, binh lính hai bên xảy ra ẩu đả ở thung lũng Gawang thuộc Ladakh, tiếp giáp cao nguyên Tây Tạng của Trung Quốc tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại